chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự tứ lương nghi tập 38 của tác giả Nam Phong Ca xin cảm ơn bạn Đỗ Phú đã đồ nay ủng hộ kênh Hoàng Dinh Radio qua tài khoản Momo một lần nữa xin cảm ơn bạn chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ chương 133 cướp đoạt tư quân Tạ Cảnh Tu không quan tâm chỉ liếc Dương gia nếu hoàng đế đã muốn ra tay thì sẽ không có dừng lại ở bước này sau này dương phủ chắc chắn phải đối mặt với không ít phiền phức nếu mà phụ dương tự thấy mình có thể bảo đảm an toàn cho cả nhà thì cứ đón mẫu phi về nói xong bỏ đi một bước để lại cho dương gia tức tối dầm chăng dương gia cũng biết thế tử phi là nam nhân chỉ là cái cớ thôi ly hôn hắn thì được nhưng mà không thể làm cho hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban Bây giờ Dương Phi không ở trong phủ, trái lại còn được thanh tịnh. Hắn chỉ cần phái thị vệ núp trong bóng tối bảo vệ nàng là được. Khoan đề cập đến sắp đặt của Dương Gia, chuyện Nguyên Dương Thế Tử Phi là nam nhân nháy mắt đã lan truyền đầu đường cuối phố. Có thể nói toàn thành dậy sóng. Kinh doanh của quảng an đường mấy ngày nay phất lên như là diều gặp gió. Tiêu ngự thật sự chịu hết nổi mấy con mắt dồm ngó không ngừng. Dứt khoát ném chính sự ngoài đường cho tầng lão đại phu và tầng cánh hắn trốn trong hậu viện đọc sách phơi thảo dược những người có mặt trong ngày hôm đó chắc chắn không nói lung tung thân phận của hắn người riêu rao chỉ có thể là giảng lục tiểu thư và dương phi chuyện này nếu nhẹ thì có thể xem là đoàn tụ thế gia nặng thì là tội khi quân dù gì cũng là do hoàng đế bằng thánh chỉ tử hồn không biết vị kia nghĩ thế nào dựa theo tình hình hiện tại Tiêu Ngự cảm thấy hoàng đế sẽ không có bỏ qua cơ hội tước mất thế lực của Phủ Nguyên Dương. Đúng vậy, Dương Phủ có thể nói là đại thương nguyên khí rồi. Nếu do Dương Phi loan truyền thì một tài tử Giang Nam tiến tâm gian dộ như nàng quá là quá ngốc đi. Phùng Đại Phu có đến một chuyến nghe chính miệng Tiêu Ngự xác thực thân phận hắn cả người bàn hoàng. Phùng Đại Phu thật lòng quan tâm lo lắng cho tà Thánh Tu Tiêu ngự nhìn mặt ông liền thấy xấu hổ. Thế, thế tử biết từ khi nào? Phùng Đại Phu mới hỏi. Tiêu ngự biết ông muốn hỏi cái chuyện gì liền đáp. Trước lúc thành thân y đã biết rồi. Phùng Đại Phu như bị đà kích nặng hơn. Nếu sau khi mà thành thân mới biết thì còn có thể nói tạ cảnh tu đã bị lừa. Nhưng trước lúc thành thân đã biết mà vẫn còn muốn cưới Thế Tử Phi con đắc tội với tất cả mọi người vậy là mầm non tạ thế tử vốn đã mọc lệch rồi trong lòng của phùng đại phu vừa lo vừa giận nhưng mà ông vốn không phải là trưởng bối thật sự của tạ cảnh tu bởi vậy cũng không biết nói gì chỉ có thể rầu rĩ ra về bây giờ tạ cảnh tu cũng không có trở về dương phủ nữa cho tiêu ngự ở lại hậu viện của quảng an đường lúc này tiêu ngự mới biết phủ nguyên dương có tư quân chẳng trách mấy người đi theo tạ cảnh tu không giống thị vệ mà giống những quân nhân tướng lĩnh được đặt quấn giờ thì hay rồi vì hắn mà tư quân đã bị giờ mất cái danh quân đội không còn tác dụng biến thành đoàn quân mì ống rồi tiêu ngự thật sự lo lắng thay cho tạ cảnh tu không còn tâm trí tính toán chuyện quan đường chiều hôm đó tạ cảnh tu dán giạt áo ngồi xuống cạnh hắn giường tay điểm vào giữa đôi mày hắn cười nói Tại sao mà Ngọc Nhi mặt mày ủ rũ vậy? Tiêu ngự lo Dương Phủ không có còn khả năng tự bảo vệ mình. Sau này Hoàng đế sẽ không có buồn tha đâu. Ngọc Nhi quá lo rồi, Hoàng đế dù có tâm cũng vô lực thôi. Tạ Cảnh Tu cười nói. Tại sao? Tiêu ngự mới ngạc nhiên. Ta nghe nhị cửu nói mấy năm nay có không ít trung thần lương hướng bị nhổ bỏ. Người nghe nhị cửu nói Ta nhớ ngươi và nhị cửu không có quen biết Tại sao mà quan hệ với hắn lại tốt vậy chứ Tạ cảnh tu nhìn hắn Giọng nói mang theo một hơi thở lạnh lẽo Tiêu ngự chẳng có hiểu gì Nhị cửu luôn theo hắn suốt 3 tháng Không quen cũng đã thành quen rồi Tạ thế tử âm dương quái khí như vậy là sao Chẳng lẽ hắn không được có quan hệ quá tốt với thân vệ bên cạnh y sao? Tạ cảnh tu không có nhìn hắn nữa, nói tiếp ngươi cũng nói bị nhổ bỏ toàn bộ trung thần phủ nguyên dương có chỗ nào giống trung thần đâu tiêu ngự mới lắc đầu ừm cũng đúng nhưng mà hoàng đế điên rồi xử quyết trung thần có lợi gì cho ngài tiêu ngự nói xong nhớ đến lý thừa tướng đại danh đỉnh đỉnh không thể nào chẳng lẽ là lý gia tiêu ngự nhất thời sáng tỏ tạ cảnh tu mới gật đầu lý quy phi được sủng ái mười mấy năm Lý Thừa Tướng quyền thế như mặt trời ban trưa. Những thần tử dựa hơi của Lý Gia đã diệt trừ, không ít kẻ mình chướng mắt. Tà Cảnh Tu nói tiếp, Phủ Nguyên Dương chưa có bao giờ hỏi hang triệu chính, Lý Gia cũng không có muốn đối đầu với tảng đá này. Tiêu Ngự đâm chiều, bị kẹt giữa cái dòng chiến chỉ vì trên đầu là hôn quân, ham sắc đẹp, làm mờ lý trí mà từng vị trung thần lần lượt đã rơi đại trong triều chỉ có một mình phương thừa tướng mới chống lại được lý gia phương tướng là đại nho sinh học trò phủ khắp thiên hạ danh vọng không ai sánh bằng dài quan viên đầu phục lý gia còn phải gọi phương tướng một tiếng lão sư lý thừa tướng một tay che trời mà vẫn không có thể lật đổ phương tướng lần đầu người gặp tổ phụ là lúc người vì trợ giúp cho phương tướng nên mới đến thành hoài thiên à ra là vậy sao tiêu ngự mới gật đầu nguyên lão dương gia cũng xem như là trung quân ái quốc nhưng mà nguyên lão dương gia đã lớn tuổi như vậy rồi sao mà ngươi có thể để một mình lão nhân gia bôn ba ra ngoài làm cái chuyện nguy hiểm tiêu ngự không đồng tình nhìn tạ cảnh tu cái thằng nhóc này nói y bất hiếu cũng không sai tạ cảnh tu mới mỉm cười ta đã khuyên tổ phụ đừng đi nhưng mà người không nghe ta cũng đâu còn cách nào chứ tiêu ngự mở to con mắt Tại sao mà chẳng phải chuyện tổ phụ làm là giúp đỡ phương tướng, giúp đỡ những trung thần sao? Trung thần còn phải xem trung giai ai, trung với một hôn quân thì giúp đỡ còn quý nghĩa gì? Tạ cảnh tu khinh thường xì một tiếng, vô cùng thích ý nằm ngửa ra giường, tháo giày gác chân lên đùa của tiêu ngự. Tiêu ngự không quan tâm, hất văng cái chân thối quỳ, vẻ mặt không có dám tin. Ngươi là cái loại thế tử này sao? Tạ cảnh tu mới lườm hắn, những tên được gọi là trung thần chỉ biết một lòng bảo vệ quyết mạch của hoàng gia chỉ biết nâng đỡ thái tử nhỏ bé yếu kém muôn dân thiên hạ bụng ăn không có no áo mặc không ấm có ai mà quan tâm không người như thế thì cứu để làm gì tiêu ngự không còn gì để nói suy nghĩ của tạ thế tử trưởng thành trong cái thời phong kiến còn tiến bộ hơn cả người hiện đại như hắn hắn không biết Tạ gia năm xưa suýt chút nữa đã là gia tộc thống nhất thiên hạ, lòng trung thành với hoàng gia, không có hề sâu nặng như người khác. Tạ cảnh tu lắc chân, nhẹ nhàng cọ sát đùi và bụng của tiêu ngự. Đừng có nói ba cái chuyện du dị đó nữa, Ngọc Nhi mau cỡ dậy lên giường ngủ với ta một lát đi. Cái thằng nhóc tiểu yêu tinh này, bác sĩ tiêu hất bay hai cái chân đeo tất trắng tinh của tạ thế tử, dán và áo bỏ ra ngoài chương 134 của hồi môn Phủ An Quốc Công An Tại Thành mất tước hầu gia Trưởng tử vẫn chưa có được phong thế tử E cũng không còn khả năng nhận tước nữa Trừ bỏ chức quan tứ phẩm nhàn tản của hắn Toàn phủ An Quốc Công không có còn ai có năng lực chống đỡ gia môn Lão Quốc Công sau khi mà biết thì tức đến sắp xỉu luôn Nối trận lôi đình Cuối cùng chỉ có thể sai người gỡ tấm biển An Quốc Phủ ngự phòng xuống thay bằng hai chữ An Phủ tầm thường. Nếu trong cái đám hậu bối có người đã được phong thế tử thì An Phủ đầu có đến nổi tuột dốc thảm hại chỉ trong một đêm. Hoàng đế chỉ phạt một mình hắn. Nếu còn địa vị thế tử thì hậu bối của Gia vẫn còn cơ hội lấy lại thức vị Mà cố tình mấy cái hậu bối của hắn không một ai sinh sắc phòng thế tử đều là do công ơn Phượng Dân Ninh ban tặng. An Tại thành, căm hận nữ nhân, lòng dạ ác độc, kiều gió gọi mưa kia. Bây giờ nghĩ lại, ngày xưa hắn ngu ngốc đã bị mê muội cho nên mới cưới nữ nhân đành đá hung dữ kia về, để cho nàng trở thành mầm họa cho phủ quốc công hôm nay. Hiện tại, đại phu nhân lộ thị quan phủ không có thèm quan tâm hắn nữa. Tất cả hy vọng đối với nam nhân di phượng dân ninh ma đã phụ bạc trăm manh thế nữ đã nhạt nhòa đến tàn biến rồi. Bây giờ dưới gối của nàng có hai trai một gái, chỉ cần là dạy dỗ con thành tài thì ngày sau nàng sẽ được hưởng dinh hoa phú quý. Tước dị phủ an quốc công không quan trọng, cái chức tước khập khiển kia cũng không có bền vững trong chờ để mà làm gì. Một bụng lửa giận quan tại thanh không có chỗ phát tác, dứt khoát đến tiểu diện hẻo lánh đang nhốt phượng dân ninh. Phượng Dân Ninh bây giờ đâu có còn dễ dàng như ngày xưa. An Tại Thanh sai người cho nàng uống thuốc cảm, nàng cũng không có thể nói chuyện. Bị dứt vào tiểu diện tồi tàn rách nát này mà kêu trời không thấu, gọi đất không linh. Bên cạnh chỉ có một nha đầu đần độn thu kệt. Hiện tại ăn ngủ nghỉ đều là phải tự do mình làm. Y phục còn không bằng nhũ mẫu trong phủ, dùng nhang héo hắt đâu có còn vẻ rực rỡ chính thất phu nhân phủ an quốc công hôm nào lúc an tại thanh đến tiểu diện phượng dân ninh đang nhóm lửa trong sân thấy hắn đôi mắt đục ngầu sáng bừng lên kích động chạy ra đón nàng vốn không có tin nam nhân từng thề non hẹn biển dưới trăng này sẽ tuyệt tình với nàng như vậy sau khi mà thành thân hai người luôn luôn khắc khẩu an tại thanh từng lạnh nhạt với nàng nhưng mà vẫn không có rũ bỏ được tình xưa rốt cuộc vẫn sẽ quay trở lại với nàng cho nên nàng nhất mực chờ đợi chờ an tại thanh ngu giận chờ hắn nhớ lại tình nồng ý đượm của bọn họ năm xưa nàng biết nam nhân này là một người trọng tình trọng nghĩa nếu không ngày xưa hắn sẽ không gì nàng mà ruồng bỏ thê tử chân chính đắc tội với nhạc phụ lại bộ thượng thư bây giờ nàng cuối cùng cũng chờ được phượng dân ninh nhìn gương mặt anh tuấn đã lâu không gặp thì mừng rỡ đến mất cả lý trí dĩ nhiên đâu có thấy sắc mặt đen như đáy nồi của an tại thành tiện phụ an tại thành nhấc chân đạp lên ngực của phượng dân ninh phượng dân ninh kêu đào không thành tiếng thân thể gầy gò ngã xuống đất rốt cuộc năm đó ngươi đã cho ta ăn cái bùa mê thuốc lú gì mà lại cưới một yêu tinh chia rẽ gia can như là ngươi về chứ An Tại Thanh tiến lên túm tóc của Phượng Dân Ninh, ép nàng ngẩn mặt, nghiến răng nghiến lợi chỉ chiết. Phượng Dân Ninh vẻ mặt kinh hoàng, nước mắt tuôn đầy mặt, thê thảm quỳ dưới đất giái lại cầu sinh. An Tại Thanh nghĩ đến nguyên nhân Phượng Dân Ninh đã bị giam vào tiểu diện này, tâm tư xoay chuyển. Nắm càm của nàng lạnh lùng nói, ta ngược lại thấy kỳ quái, tại sao ngươi lại bức ép trưởng tử của phượng dân phi bị nuôi lớn như nữ tử thế mà hắn cũng đồng ý huynh muội với các ngươi cho rằng không ai nhận ra hành tung của mình sao ta nhớ không lầm thì cái đứa cháu kia của ngươi cũng sắp xỉ tuổi của thiên vũ rồi phượng dân ninh nghe vậy mới liền trừng to con mắt không biết đang kinh sợ vì thân phận của phượng chiếu ngọc được phơi bài hay là sợ an tại thanh nghi ngờ năm xưa Phượng Phủ cũng đã tham gia vào việc tráo con. Nàng dĩ nhiên không có quan tâm sống chết của Phượng Dân Phi, nhưng mà hiện giờ tình cảnh của mình quá thê thảm, nàng muốn dựa vào địa vị của Phượng Phủ tìm kiếm sự che chở. Nếu Phượng Dân Phi gặp chuyện, thì sao nàng có thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa? An Tại Thanh nhìn biểu hiện của nàng liền biết mình đã đoán đúng. Hắn kinh tởm hất Phượng Dân Ninh ra, lấy khăn lao tai, đứng dậy nói. Thì ra từng ấy năm, cái đám nông thôn thấp hèn các ngươi vẫn luôn xem phủ an quốc công của ta như là con khỉ mà đùa giỡn sao? Giỏi, rất giỏi. Phượng Dân Ninh quỳ gối lê đến ôm chân quán, ngửa cái mặt đẫm lệ, yết hầu rung động nhưng mà không phát ra được tiếng nào. An Tại Thành ghét bỏ nhấc chân hất nàng ra, khăn lau tài cũng ném đi, bỏ đi không có quay đầu lại. Phượng Dân Ninh đuổi theo, đại nương gác cửa đóng sập cửa, khóa từ bên ngoài. Nàng đứng bên cửa gào khóc thật lâu, khóc cho đến lúc cổ họng đào rác mà vẫn không có gian lên một chút âm thanh. Phượng dần ninh hết cách, chỉ có thể từ từ gượng dậy, ôm ngực đào đớn, quay vào trong tiểu diện. Chiếc khăn lụa rơi trên cái nền gạch tan quang mập mờ tỏa sáng dưới ánh nắng. Phượng dân ninh thẫn thờ một lát, cúi xuống nhặt khăn lên, lại ôm mặt khóc nước nở hối hận cũng có lẽ là có, chỉ là không có còn ai cảm thông cho nỗi ân hận này nữa rồi. Nguyên Dương Thế Tử Phi lại là nam nhân, chuyện này không có thể nghi ngờ đã trở thành đề tài gây cẩn nhất. Để cho mọi người bàn tán lúc trà dư tử hậu, giúp cho đám công tử phong lưu rượu chè thâu đêm. Nhưng mà cũng có người vì tin tức đó thấp thỏm bất an. Lô Thị ngồi trong phòng, ngón tay mảnh khảnh vô thức, bấu chặt khăn lụa, mắt nhìn chầm chầm cái đốm lửa nhảy nhót đến suốt thần. Phượng dân phi cấp tóc chạy đến cười nói, phu nhân tìm ta sao? Lô thị phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cái ghế đối diện. Ngồi đi. Phượng dân phi vốn định ngồi kế lô thị, tức thì đành phải nghe theo nàng ngồi cách ra xa. Nghe nói, trưởng nữ phượng chiếu ngọc của lão già, quá ra lại là một trưởng tử sao? Lô Thị không có dòng do, vẻ mặt nghiêm túc. Phượng Dân Phi hít vào một hơi. Phu nhân cũng biết hết rồi sao. Điều là do ta sơ suất để đứa trẻ kia chịu quan ức. Rốt cuộc, lão gia có biết chuyện này nghiêm trọng đến thế nào không? Lô Thị thấy cái bộ dáng không nghiêm chỉnh của hắn, nhịn không được nâng cao giọng. Phượng Dân Phi sửng sốt. Nghiêm trọng, phu nhân nghe người ta nói cái gì vậy? Hắn cười qua loa nếu lo lắng tạ thế tử tức giận thì phu nhân cứ yên tâm tạ thế tử đã sớm tỏ rõ thái độ rồi y một lòng hướng về ngọc nhi tuyệt đối không có giận cá chém thớt lô thị mới cười lạnh lão gia đúng là vô tâm chuyện tốt ngươi làm ra không phải đã quên sạch hết rồi chứ phượng dân phi không hiểu chuyện này nhờ phu nhân chỉ giáo tại sao mà mùi mùi của ngươi đã bị an quốc hầu ruồng bỏ đừng nói là ngươi không biết nha Lô Thị mới lạnh lùng nói, lấy con trai có một nông phụ Cáo đổi quyết mạch phủ an quốc công. Nên nói nàng ngu ngốc hay là gan to bằng trời đây. Chuyện của nàng đã bại lộ rồi, lão gia là tòng phạm lại chẳng biết tự lo cho mình. Nên nói lão gia vô tâm hay là ngu xuẩn đây. Phượng dân phi mới giật thoát, mồ hôi lạnh chảy rộng. Phu nhân, sao? Sao phu nhân lại biết? Sao ta lại biết ngươi là tòng phạm sao? Lô Thị mới liếc mắt nhìn Phượng Dân Phi một cái, mệt mỏi dời mắt. Từ lúc mà biết thân phận của Phượng Chiếu Ngọc, ta đã nhận ra rồi, trưởng tử của ngươi đã bị Phượng Dân Ninh bức ép thành nữ nhi mà giáo dưỡng. Ngươi là phụ thân mà không có quan tâm, không thăm hỏi. Phượng Chiếu Ngọc sinh cùng Nam gian thiên vũ. Người cho người trong phủ quốc công là kẻ ngốc hết hay sao mà không có nhìn ra cái mối liên hệ đó. Phượng Dân Phi nghe liền tá quả, đứng lên đi qua đi lại vậy vậy tức là an quốc hầu đã biết rồi sao làm sao bây giờ phải phải làm thế nào đây lô thị nhìn dáng vẻ không có chủ kiến của hắn phiền càng thêm phiền bây giờ phủ an quốc công đã thất thế ngươi đường đường là ngự tiện tổng quản thái y tứ phẩm sợ cái gì lô thị nói ta chỉ muốn nhắc nhở sau này hầu trước mặt của hoàng đế càng phải cẩn thận hơn tuyệt đối đừng có phạm sai lầm đó. Phủ An Quốc Công xưa không có bằng nay, không đủ quyền lực để đối đầu trực diện với Tổng quản Thái Y đâu. Phượng Dân Phi suy nghĩ, thấy cũng có lý, mình không có cần phải cuốn cuồng lên. Hắn mỉm cười, đến trước mặt của Lô Thị, phục tùng xoa bóp dài của nàng. Đều nhờ phu nhân thông minh nhạy bén, vì phu thật sự không có thiếu được hiền thê như là phu nhân. Lô Thị ngán ngẩm tránh nghe hắn Lão già không có cần phải như vậy Ta còn phải nhờ Phượng Phủ che chở Đương nhiên phải suy tính cho Phượng Phủ rồi Hiện tại có một vấn đề khó khăn Mong lão già Vì ta mà dốc hết sức chăm lo cho Phượng Phủ Thay ta giải quyết cái chuyện này Phượng Dân Phi Nghe trong lời của nàng có cái gì đó Làm choáng khó chịu Nhưng mà rất nhanh bỏ qua Thấy đôi mắt trong veo của Lô Thị Nhìn hắn mới dội hỏi Phu nhân có chuyện gì khó xử Lô Thị đưa choán một sắp giấy mạ vàng. Phượng Dân Phi nghi hoặc tiếp nhận, lật xem từng trang, lại nghe Lô Thị nói. Đây là danh sách của hồi môn Phượng Gia muốn đòi lại. Lão Gia cũng đã biết rồi, Phượng Phủ không có dễ đặt chân ở Kinh Thành. Tài sản mà ngươi giao cho ta, ta đã dùng hết vào chi tiêu hàng ngày của Phượng Phủ và các cái mối quan hệ rồi. Này biết lấy ở đâu ra sáu dạng lượng bỏ vào của hồi môn cho nàng. Phượng Dân Phi nghe nhắc đến Phương Thị thất thần trong nháy mắt. Nếu năm xưa Phượng dân Ninh không có làm khó dễ thì Phương Thị vẫn là thê tử của hắn, là mối tình đầu dịu dàng, nết na, thời niên thiếu. Nhưng mà bây giờ đã quá muộn rồi. Chuyện này lúc Phương Thị gả vào Phượng Gia mang theo 10 dặm trang sức, đổi thành ngân lượng phải đến 10 vạn lượng bạc. Phượng dân Phi nói, bây giờ chỉ đòi có 6 vạn lượng sao? những ngày tháng mà Phương Thị ở lại, Phượng Gia đâu có xài hết bốn dạng lượng. E là Phương Thị đã dùng để lót đường cho hắn lên kinh thành. Có số bạc đó mới có địa vị của hắn hôm nay, mới có sinh mệnh của Chiếu Kỳ và Chiếu Ngọc. Phượng Dân Phi luôn là dốt nát ở những cái phương diện khác, lại hiểu được tâm tư của Phương Thị chỉ trong tích tắc. Đây là muốn triệt để cắt đứt quan hệ, còn muốn để lại cái tài sản cho Chiếu Kỳ chắc là sợ sau này cậu bị lô thị hà hiếp cõi lòng của phượng dân phi cay đắng không nguôi chỉ đòi có sáu dạng sao lô thị cười lạnh thành tiếng lão già nói nghe nhẹ nhàng quá đi bỗng lọc một tháng của người được bao nhiêu cộng thêm tiền thưởng của quý nhân thì được bao nhiêu nếu người đưa ra được sáu dạng lượng thì ta không có ngại xuất tiền đưa đến phương gia ngay phượng dân phi không có nhịn được nhíu mài từ lúc mà gả vào Phượng Phủ, tất cả tài sản của Phượng Phủ đều giao cho người quản lý rồi. Nếu mà nói Phượng Phủ, không dễ đặt chân ở Kinh Thành. Rõ ràng, Phương Thị trong coi cái việc bếp nút bao nhiêu năm mà vẫn đâu có xài nhiều tiền như vậy. Lúc bàn giao cho người thì của hồi môn của Phương Thị vẫn còn rất nhiều. Chưa có tính tài sản tích góp mấy năm của Phượng Gia. Cộng giao cũng là hơn mười mấy dạng lượng. Tại sao bây giờ chỉ có sáu dạng lượng mà không có lấy ra được? Lô Thị nghe hắn liệt kê rành mạch, sắc mặt trắng bệch. Chuyện gì ngươi cũng hồ đồ, vậy mà cái việc tiền bạc tính toán chi li với ta như vậy sao? Lô Thị mới cười lạnh. Được, nếu ngươi đã không có tin ta, thì hãy nhờ người khác cao minh hơn trong coi việc bếp nút đi. Ta không tin ngươi khi nào? Phượng Dân Phi mới dội nói. Thấy mặt của Lô Thị lãnh đạm, không muốn phản ứng với hắn. Hắn cũng không có muốn ồn ào thêm, an ủi mấy câu. Chuyện tiền bạc ta sẽ nghĩ cách Phu nhân đừng lo nữa Thấy Lô Thị vẫn không có để ý Phượng Dân Phi chỉ có thể thở dài Xoay người rời đi Không phải là hắn không tin Lô Thị dáng vẻ của Lô Thị Luôn giản dị Ẩm thực và sinh hoạt hàng ngày Cũng mộc mạc Không có phù trương Nhìn không có vẻ là người tham tài Nhưng hắn vẫn không quên Vụ mất trộm xính lễ của tạ thế tử Đưa đến Phượng Phủ Mọi bằng chứng đều chỉ về Lô Thị Phượng Dân Phi không nghĩ ra, nhưng đúng là Lô Thị vô cùng chu đáo với Phượng Vũ, chỉ lệch lạc chuyện tiền bạc. Hắn cũng không có muốn tính toán chi ly. Phượng Dân Phi đang sốt gió cái chuyện của hồi môn. Chủ nợ chính là Phương Gia cũng nóng dội không kém. Tiêu Ngự gia Tạ Cảnh Tu chọn một ngày rảnh trở về Dương Phủ thăm Long Xù. Mới đến cửa của Quảng An Đường, vừa khéo chạm mặt của Phương Tam Lão Gia. Thế tử Ngọc Nhi phương tam lão gia mặc áo bào tay rộng thần thái phong lưu đứng cạnh xe ngựa chắp tay hành lễ với hai người lần nào tiêu ngự gặp tam cửu cũng đã bị sắc đẹp của hắn chiếu cho lõa mắt lần này cũng không có ngoại lệ tiêu ngự quay lại nhìn tạ cảnh tu thấy tạ cảnh tu hành lễ với phương tam lão gia từ xa mặt còn mang ý cười nhẹ nhàng không phải xưa nay ngươi là mang phong cách cao lãnh sao sao mày lại thân thiết với tam cửu củ của ta quá vậy chứ tiêu ngự lành lạnh nói tạ cảnh tu mới nhìn hắn cao lãnh là sao tiêu ngự hừ một tiếng đến chỗ của phương tam lão già tam cửu ngọn gió nào mang người đến đây vậy tiêu ngự mới cười nói phương tam lão già nhìn tạ cảnh tu một lát các ngươi đang tính trở về dương phủ sao lên xe đi chúng ta nói chuyện trong xe lão nhân già khỏi phải cách sáo ba người mới cùng lên xe ngựa của phương tam lão gia lão lục đánh xe trống theo sau phương tam lão gia dẫn trước sau như một giao thẳng vấn đề ngọc nhi ta dùng danh nghĩa của phương gia đòi phượng phủ trả của hồi môn của mẫu thân ngươi giờ đã hơn một tháng rồi lô thị và phượng phủ qua quýt đùng đẩy e là nàng không có muốn trả rồi tiêu ngự còn chưa có lên tiếng tạ cảnh tu đã hỏi bao nhiêu tiền sáu vạn lượng sáu vạn lượng cũng không phải là số tiền nhỏ ta cũng nghĩ vậy phương tam lão gia rót trà cho tạ cảnh tu hai người các ngươi quen nhau từ khi nào vậy cả hai cùng quay đầu nhìn hắn tạ cảnh tu mới nói cũng nhờ ngọc nhi giới thiệu phương tam lão gia cho ta phương tam lão gia không hổ là hoàng thương đứng đầu đại lương hợp tác với phương tam lão gia đúng là việc đôi bên đều có lợi Phương Tam lão già mới bật cười, quả thật diễm lệ vô song, quá khen, Thế tử mới là nhân trung long phượng, phương già nguyện cống hiến làm trâu làm ngựa cho Thế tử. Hai người mới nhìn nhau mỉm cười, đối đáp bằng trà, hiểu ý mà không cần phải nói. Tiêu Ngự mới nhìn, tại sao mà hắn có cảm giác đã tự đào hố chôn mình vậy? Phương Tam lão già vẫn dứt khoát như vậy, mấy câu đã nói rõ ý định đơn giản là muốn tiêu ngự và tạ thế tử tạo áp lực cho phượng phủ bắt bọn họ mau chóng trả tiền ra phương gia dù có tiền nhưng cũng chỉ là thương nhân dĩ nhiên đâu có đủ sức đối đầu với phượng phủ tạ cảnh tu đáp ứng cái rụp còn tích cực hơn cái tiêu ngự tiêu ngự buồn bực chống càm ngắm cảnh thật ra tướng mạo của hắn cũng không tồi nhưng mà dù sao vẫn còn quá ngây ngô nào có vẻ chính chắn và quyến rũ được như là phương tam lão Gia. xe ngựa của phương tam lão già đưa hai người đến tận cổng của dương phủ mới cáo từ rời đi tiêu ngự lập tức hỏi tạ cảnh tu thủy tử tam cửu của ta có đẹp không tạ cảnh tu dắt tiêu ngự lên bậc thang trước cổng dương phủ nghe vậy liền suy nghĩ gật đầu nói phương tam lão già có thể nói là phong thái thần tiên tiêu ngự bực bội nghiến rằng trong lòng thật là khó chịu, làm sao bây giờ? Dục vọng độc chiếm là cái tật xấu của nhân loại. Nhưng mà luôn luôn có người thích trong mặt mà bắt hình dong Thấy người đẹp là quên cả đường về. Thật đáng kinh. Tiêu ngự tự xoắn suýt theo tạ cảnh tu vào dương phủ. Đến chỗ chó lông xù. Hai người còn chưa có đến gần đã nghe tiếng trẻ con khóc kinh thiên động địa. Giang đến từ hướng của lông xù. Tiêu ngự mới kinh ngạc nhìn tạ cảnh tu. Trong phủ nguyên dương có con nít sao? Tạ cảnh tu không có bất ngờ gật đầu. Nhị đệ có một nhi tử. Cháu trai lớn của người sao? Tiêu ngự suy nghĩ mối quan hệ quý. Tạ cảnh tu chỉ ung dung nắm tay tiêu ngự, thông thả vào tiểu diện nhốt lông xù. Chỉ thấy giữa sân có một thằng nhóc tròn lẳng ngồi vịt xuống. Toàn thân đã dính bùn đất và canh nóng bên cạnh một cái chậu to đang đổ nước, nhìn hết sức là thê thảm. Cái thằng bé dùng tay lao má, gương mặt nhỏ nhắn, dính toàn là bùn. Nó ngửa đầu gào khóc, làm cho một đám người hầu rối rít, chạy vòng vòng dụ dỗ, làm thế nào cũng không có dỗ được. Long xù, cách song sắt bay ra cái bộ mặt hung ác, trừng mắt, nhè nành, cổ phát ra cái tiếng gầm gừ, uy hiếp. Quyền trạm, tạ cảnh tu, trầm giọng khiển trách khóe mồ của tiêu ngự tính gọi long xù giật liên hồi thật đúng là cái tên quyền trạm mà gọi một cách nghiêm túc như vậy làm cho hắn suýt phá ra cười rồi long xù nghe hiểu lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống cái đùi to bự lắc hòa lắc lại cố rên ai quán nghiêng đầu nhìn hai chủ nhân đứng ở cửa tạ cảnh tu mới chậm rãi đến trước mặt của thằng bé nhìn xuống từ trên cao tham kiến thế tử người hầu trong tiểu diện thấy y liên quản hồn đồng loạt quỳ xuống cái thằng bé vừa rồi còn khóc rống lên dỗ thế nào cũng không nín bây giờ im bặt mở to đôi mắt đen lấy sụng nước chăm chăm nhìn nam nhân trước mặt lại khóc nấc lên tiêu ngự thấy tạ cảnh tu đi dỗ thằng bé hắn mới liền đến song sắt nhìn long xù long xù nghiêng đầu nhìn hắn mặt ngu khó tả đừng có trưng cái mặt ngu ra chứ tiêu ngự đỡ trán lông xù gâu lên một tiếng lập tức phóng tới le lưỡi liếm tiêu ngự qua cái song sắt vừa liếm vừa rên ư ử giống như là biết tiêu ngự nói gì được rồi được rồi mày nghĩ mày còn nhỏ lắm sao tiêu ngự liền né cái lưỡi đầy nước miếng làm lông xù uất ức nghẹn ngào chân trước dựa chấn sông đứng thẳng người tiêu ngự gãi cái móng vuốt của lông xù quay đầu nhìn tạ cảnh tu thấy tà cảnh tu khoanh tay trước mặt cái thằng nhỏ tầm mắt buông xuống đầy vẻ khinh thường trầm giọng nói còn quậy nữa đánh chết người đó ném vào cho chó ăn đi thế này mà là vỗ con nít sao đây là đe dọa thằng bé rồi chương 135 trẻ con và chó phủ nguyên dương lục ba diện đúng là cái nơi của trắc phi đinh thị hiện giờ đinh trắc phi thấy cực kỳ thoải mái mấy chục năm qua chưa có khi nào nàng thấy thư thái như thế này. Lúc tạ cảnh lâm đến thỉnh nàng, Đinh Trác Phi đang tiếp mấy cái vị phu nhân nhà quan. Hôm nay nàng không có ăn giận Kim tốn như xưa mà khoác một cái thân đỏ thẫm. Tạ cảnh lâm dán giặt áo bước qua cửa, Đinh Trác Phi gần đó mới dội đón hắn. Cảnh lâm, vị này là chu phu nhân, còn vị này là phùng phu nhân, trần phu nhân. Phu quân của trần phu nhân là Hồng Lư Tự Khanh, Trần Đại Nhân đó, là cấp trên của người đó. Mau qua bái kiến các vị trưởng bối đi. Tạ Cảnh Lâm tươi cười đến khom người, thỉnh an các cái vị phu nhân. Mấy nàng kia được dỗ cho mặt mày hớn hở. Dương Phi nương nương, ngươi dạy ra được một đứa con đúng là ngoan. Qua đây ta xem nào. Trong kinh thành khó có thể tìm ra một thanh niên tuấn kiệt như là tạ nhi thiếu gia đây. Các quy nhân lôi kéo tạ cảnh lâm khen tấm tắc đinh trác phi cười cho đến sung sướng miệng bảo không dám mà lại trong lòng vô cùng hưởng thụ chu phu nhân mới cười nói lại nói nhị thiếu gia đã hơn hai mươi rồi sớm nên định thân chứ dương phi nương nương nói là không có muốn để cho người thành thân trước thế tử nay thế tử thành gia lập thất rồi cũng nên suy xét đến nhị thiếu gia chứ các quý nữ thế gia ở trong kinh thành không có chờ lâu được đâu nhắc đến tạ cảnh tu sắc mặt của các quý phu nhân nháy mắt trở nên tế nhị hai mặt nhìn nhau trong lòng ngầm thấy sai nhưng mà ngoài miệng vẫn kinh bừng đinh trác phi nhuyễn cười hai lòng kéo tay của tạ cảnh lâm dù duyên dù cớ trì quản lâu như vậy bây giờ tất nhiên phải suy tính cho hắn rồi hôm nay mời các vị phu nhân đến cũng vì cái việc hôn nhân của tạ cảnh lâm đinh trắc phi thoải mái ngã bài các nữ nhân tin tưởng sao có thể không hiểu chứ? Lòng thầm tính toán xem trong nhà có thiên kim nào độ tuổi phù hợp để mà gả vào dương phủ. Tạ cảnh tu chiếm địa vị thế tử, con trai thứ tạ cảnh lâm dĩ nhiên không có được coi trọng rồi. Nhưng bây giờ đã khác, tạ cảnh tu cưới một nam nhân, nam nhân này còn ngồi ở địa vị thế tử phi, trừ phi tạ thế tử ly hôn với thế tử phi nếu không á dương vị chỉ còn lại là hy vọng xa vời đại lương làm sao có thể chấp nhận một nam nhân trở thành dương phi hoàng gia đúng là nực cười nhìn thái độ trân trọng của tạ thế tử với thế tử phi mà xem chỉ sợ y là một loại ngông cuồng yêu mỹ nhân không yêu giang sơn tạ cảnh lâm ứng đối vài câu rồi lấy cớ rời đi sai người bỏ nhỏ đinh trắc phi vào phòng riêng đinh trắc phi cũng diện cớ rời đi vội chạy vào trong phòng chưa kịp nói gì đã thấy tạ cảnh lâm nhíu mài. mẫu thân sao mà người có thể dền giáo như vậy chứ người thận trọng á, mười mấy năm đừng có chọn ngay lúc này mà chọc phụ dương mất hứng đó đinh trắc phi hứa một tiếng khinh thường nói còn không phải là mẫu thân vui mừng thay cho ngươi sao khói cần ngươi nhắc ta tự biết á, đúng mực mà hai người kia một thì bị con ruột đuổi ra khỏi giường phủ một thì là cưới nam nhân không có thể sinh nở. Chà, đó mới gọi là tự làm bậy không có sống được đâu. Tóm lại, mẫu thần cẩn thận dẫn hơn, mặt cáo đỏ này nhìn không có đẹp đâu. Ngươi nói cái gì? Đinh Trác Phi trừng hắn. Mẫu thần muốn nhân lúc này chọn mối hôn nhân tốt cho ngươi. Ngươi mau dứt cái thằng quỷ nhỏ kia đi, đừng có để nhà vợ tương lai dị nghị đó. Tạ cảnh lầm, mất kiên nhẫn tặc lưỡi. Dứt đi, Nói thì dễ lắm, ta phải dứt nó ở đâu đây? Người của tổ phụ vẫn luôn trong chừng nó. Tuy tổ phụ không có trong phủ, chúng ta cũng không có thể qua mắt tổ phụ dứt cái thằng nhóc đi. Người còn dám nói nữa, đã sớm nói người á, quỷ cái thai của tiện tỳ kia đi. Người không nghe, nuôi cho nó lớn như vậy. Người muốn tăng nương tử tương lai nghĩ thế nào sao? Năm đó, cũng vì nàng mang thai chỉ sau dương phi của hai tháng mới làm cho dương phi ghi hận dương gia nhiều năm như vậy đừng nói bây giờ tạ cảnh lâm có con trai lớn đến thế tuy dương phi không có tỏ rõ thái độ hằng học với nàng nhưng mà nhất định trong lòng vô cùng khó chịu đinh trắc phi là nữ nhân dĩ nhiên hiểu rõ tâm tư này nàng phải tìm một nhà vợ đắc lực cho con trai không có muốn kết thù thôi quên đi ngươi đừng có xí vào để cho mẫu thân xử lý cho Đình Trắc Phi nói xong liền ra khỏi phòng chạy về cái sảnh tiếp các vị khách quý. Tạ Cảnh Lâm rời khỏi lục ba diện đang định đến dấn an dương gia. Trên đường đụng phải một tên nô bọc quảng loạn. Làm cái gì vậy? Cuốn cuồng cái gì thế? Còn ra thể thống gì? Tạ Cảnh Lâm mất kiên nhẫn. Tên nô bọc thấy hắn dội quỳ xuống thưa. Nhị gia, người mà mau đến lòng thú xem đi. Tiểu Thiếu Gia đã bị con súc sinh kia dọa cho phát cóc rồi. Thế tử đã trở về chỉ sợ muốn gây khó dễ Tiểu Thiếu Gia. Ai cũng biết Thế tử coi trọng con súc sinh to xa kia còn hơn cả con người. Tiểu Thiếu Gia tự nhảy đến chọc nó. Đám người hầu không dám chắc câu tạ Thế tử nói đánh chết cho chó ăn là thật hay là giả nữa. Tạ cảnh lâm với Cao mày suy nghĩ một lát. Dẫn đường. Tên nô bọc dộ dạ đứng lên dẫn tạ cảnh lâm đến lòng sắt của quyền trạm trong bảo phát diện của quyền trạm tiêu ngự đang đứng chắn giữa tạ cảnh tu và thằng nhóc người làm cái gì đó nào có ai vỗ con nít như ngươi chứ tiêu ngự bất mãn tạ cảnh tu mới nói ai nói ta muốn vỗ nó tiêu ngự không có thèm để ý xoay người ngồi xổm xuống đối diện với thằng bé thằng nhóc khoảng 3 tuổi gương mặt bụ bẩm cả người tròn do đôi tay nhỏ xíu bất an chụm lại mặt dính đầy bùn còn bị nước mắt làm cho loan lỗ nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu thằng bé sợ sệt nhìn tiêu ngự lại ngẩng đầu nhìn tạ cảnh tù mặt mếu như muốn khóc mà không có dám khóc bé cưng đừng có sợ chứ thúc thúc không phải là người xấu đâu tiêu ngự luồn tay qua dưới nách của nó nhẹ nhàng bế lên cái cục tròn giò cũng nặng ghê ta tiêu ngự ước chừng trọng lượng ôm nó vào lòng chỉ là mùi nước canh và mùi bùn đất trên người của nó thật sự rất khó ngửi từ một bác sĩ nông thôn dương lên đứng đầu của bệnh viện tổng hợp bác sĩ tiêu có vô số bí quyết dỗ con nít vô cùng thuần thục hắn ôm cái thằng bé đung đưa vừa dỗ dành vừa dỗ nhẹ lưng của nó nhỏ giọng trấn ngang thằng bé khóc nấc mấy cái liền yên tĩnh ngay tạ cảnh tu nhìn tiêu Ngữ ôm cái thằng nhỏ bùn đất ghét bỏ nhướng mày ta ghét trẻ con. Thằng nhỏ đã bị y nhìn trừng trừng, cố nấc lên một cái, sợ đến mức khóc thúc thích thành tiếng. Còn khóc nữa, đánh què chân, xé rách miệng ra. Ta cảnh tu mới trầm mặt. Ngươi, đừng có hụ chứ, nó là con nít mà. Tiêu ngự bất đắc dĩ. Tiêu ngự đoán, không biết có phải nó là con của Tà cảnh lâm, nên tạ cảnh tu mới không thích. Nhưng mà tạ thế tử không giống người dễ nổi giận, càng không có vô cớ giận chó đánh mèo với con nít. Cho nên tạ thế tử đúng là người không thích trẻ con. Cái thằng nhóc hình như là biết nằm trong lòng của tiêu ngự là an toàn, liền không chịu đựng bị đe dọa nữa, ôm cổ của tiêu ngự, ngoát miệng khóc rống. Long xù cũng tham gia giúp vui, cách song sắt nhảy nhót, bắt chước cái thằng nhỏ, sủa dài tiếng, ngửa mặt lên trời tru như sói. Trong bão phát diện cực kỳ náo nhiệt, Tiêu ngự đã bị công kích ù tai Dội đung đưa thằng nhóc Bé cứng Đừng có khóc nữa Không khóc nha Đừng quan tâm đại bá của ngươi nữa Thúc thúc Sẽ hát cho người nghe có được không Tạ cảnh tu trừng mắt Là Là cái gì Hát là cái gì Thằng bé nghẹn ngào hỏi Giọng lanh lảnh như là tiểu cô nương Là hát đó Thúc thúc Hát nhạc thiếu nhi cho bé cưng nghe Tiêu ngự cười nói Đến gõ song sắt Long xù im ngay Long xù nghe lệnh của chủ nhân nuốt ngược vào nửa cái bài ca tru tréo con quan ức gầm gừ mấy tiếng. Quyền trạm, tạ thế tử đến bên sông sắt đưa tay trở ngang nó. Long xù mới lập tức xà qua liếm. Một người một chó bất mãn nhìn tiêu ngự chỉ lo dỗ của thằng nhóc đáng ghét kia bỏ quên bọn họ rồi. Tiêu ngự quay đi không nhìn hai ánh mắt ai quán ôm cái thằng bé thúc thích không ngừng suy nghĩ một lát mới hát. Một ngón tay một ngón tay biến hình biến hình con sâu lòng hai ngón tay hai ngón tay biến hình biến hình con thỏ trắng cái thằng nhóc trừng mắt nhìn tạ cảnh tu quá wow, không hiểu tại sao cái thằng nhỏ khóc còn dữ dội hơn nữa bé cưng bé cưng sao vậy đừng có khóc chứ thúc thúc đổi cái bài khác nha tiêu ngự mới lúng túng ra mặt rõ ràng nhạc thiếu nhi rất dễ thương mà chẳng lẽ đây là khác biệt thời không Vậy cái bài này thì sao? Thỏ con ngoan ngoãn giữ nhà. Cái thằng bé thúc thích nghe, mắt mở to, ôm cổ của tiêu ngự gật gù. Nghe này, tiếp đi mà. Bé cưng có muốn cưới vợ không? Cái thằng bé nó ôm cột nhà, nước mắt rồng rồng đòi lấy vợ. Muốn lấy vợ để làm gì? Để mai hài tất, đốt đèn buông dưa. Tiêu ngự hát đến hào hứng. Con công có cái đuôi dài, cưới vợ về rồi quên cả mẹ, con công có cái đuôi dài cưới vợ về rồi quên cả gì con công có cái đuôi dài cưới vợ về quên luôn cha một giọng nói đột ngột vang lên cạnh cửa tiểu đệ bái kiến đại ca và đại tẩu tiêu ngự hít ngược vào khí lạnh ho hai tiếng đang hát cái thằng nhóc lấy vợ quên cha thì cha nó đã xuất hiện rồi tạ cảnh tù mới liếc tạ cảnh lâm giương tay xách cái thằng nhỏ trong lòng của tiêu ngự ném cho tạ cảnh lâm tự trong con của mình đi. Tạ Cảnh Lâm đưa tay chụp lấy, mắt mở to nhìn thằng bé. Tạ Cảnh Lâm mới thả con xuống, chắp tay nói, gây phiền phức cho đại ca rồi. Không ngờ cái thằng bé lập tức chạy đến bên cạnh tiêu ngự, hai tay ôm cứng đùi của tiêu ngự, núp sau hắn, sợ hãi nhìn Tạ Cảnh Lâm. Thúc thúc, ôm bé cưng. Thằng bé ngửa đầu, dùng chất giọng non nớt thỏ thẻ, vươn tay muốn bắt lấy tay của tiêu ngự, Lúc này Tạ Cảnh Tu và Tạ Cảnh Lâm mới giống thân huynh đệ, cùng mặt nặng mài nề nhìn cảnh kia. Tiêu ngữ quan sát hai người, cuối cùng xách cái thằng bé ôm vào trong lòng. Chắc chắn cái thằng nhỏ không được sống yên ổn trong chốn nhà cao cửa rộng này. Chương 136 Cục Diện Mới Tiêu ngữ ôm thằng bé, Tạ Cảnh Lâm bước lên cười nói Làm phiền Thế Tử Phi xin hãy giao nó lại cho tiểu đệ. Tiêu ngự mới khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn thằng bé, bấu chặt cái giặt áo của hắn. Hiển nhiên, nó không muốn để cho tạ cảnh làm mơm. Không cần đâu, ta sẽ đưa nó về, dù sao cũng do thú nuôi của chúng ta dọa nó. Tiêu ngự mỉm cười, quay đầu nhìn tạ cảnh tu. Tạ cảnh tu không có cách nào đành phải nói. Nó ở trong diện tử của tổ phụ, ta dẫn ngươi qua, thì không có thích trẻ con thì đã sao ai bảo người yêu là đại phu dễ mềm lòng chứ đoàn người mới chuyển hướng diện tử nguyên lão dương gia trên đường gặp mấy cái quý phu nhân dẫn tù tớ từ hậu diện ra về kinh ngạc nhìn bọn họ đoàn của tạ cảnh tu hành lễ từ xa vì bên kia toàn là nữ quyến cho nên không có tiện giáp mặt cũng không có thấy biểu hiện hiếu kỳ xăm soi của bọn họ vừa mới bàn tán sau lưng của thế tử phi là nam nhân thì đụng mặt giữa đường phải nhân cơ hội mà ngắm cho rõ ràng chứ tiêu ngự ôm cái thằng bé đi một mạch đã biến mất trong khóm hoa cuối đường ba quý phu nhân vẫn đoan trang đúng mực ra khỏi cổng của dương phủ ngầm hiểu ý cùng tụ tập lên xe của chu phu nhân hai chiếc xe khác thông thả chạy phía sau xe của chu gia con tưởng là mỹ hoặc quyến rũ lắm chứ cũng chỉ là một thiếu niên tuấn tú thôi mà tạ thế tử thật là không có mắt nhìn. Các nữ nhân thấp giọng cười cợt, mặt của ba người mang vẻ mỉa mai. Trần phu nhân mới lấy khăn, chấm thái dương cười nói. Theo ta thấy, hắn không có ngồi ở địa vị thế tử phi được lâu đâu. Tạ thế tử rút cuộc dẫn đáng giá cho các nữ tử, trao thân gửi phận hơn tạ nhị thiếu gia nhiều. Hai người phùng chu mới nhìn nhau, ý cười nhạt dần, buồn xe bỗng chốc yên lặng. Trần Phu Nhân nhìn trái nhìn phải, nhếch cái đuôi mài cười nói. Trong xe chỉ có tỷ muội chúng ta, hai vị tỷ tỷ không cần phải về giặt, nhìn cứ như là giả dờ giả dịch. Chu Phu Nhân mới cười nói, xem tỷ tỷ kìa, cái lão gia nhà của chúng ta đều ngồi chung một thuyền, cần gì phải giả dờ giả dịch trước mặt của người mình. Trần Phu Nhân liếc nàng một cái, phất khăn tài cười nói, đại sự ở trong triều chúng ta không hiểu, nhưng mà hậu diện là thiên hạ của nữ nhân các lão gia không có coi chuyện ở hậu diện là to tát cũng không có biết có những đại sự chỉ của nữ nhân mới có thể dễ dàng hoàn thành Phùng phu nhân mới nhỏ giọng nhưng mà bây giờ tạ thế tử đang bị hoàng thượng gai mắt dính vào y của chủ nào tốt đâu trần phu nhân mới mỉm cười vẫn không có lên tiếng trong lòng cả ba đều hiểu phu quân các nàng ở thuyền của lý gia nghe lời của lý tướng như thiên lôi sai đầu đánh đó nếu mà vị lão đại nhân kia muốn nhân lúc tạ cảnh tu bị quan thượng trách cứ mà lôi kéo về phe của mình thì các nàng chỉ cần thực hiện tốt chuyện của mình hà tất phải hỏi nguyên nhân còn hiệp ước đồng minh nào chặt chẽ hơn là quan hệ thông gia chỉ cần đẩy một nữ tử quản được phu quân ra trận thì sắt thép cũng phải tan chảy chẳng phải là lý quý phi là cái tấm gương sáng nhất đó sao Vĩnh Dinh Đế năm xưa tuổi trẻ khí thịnh đâu có hề kém cạnh tạ thế tử mà cũng đã bị Lý Quý Phi thâu tóm trong lòng bàn tay. Hiện tại tạ thế tử đã bị tiểu đại phu kia làm cho mê muội Ngày xưa đế hậu tình sâu tự biển mà quan cảnh ngày nay thế nào? Nếu không phải là sau lưng của hoàng hậu có thế lực ngoại thích hùng hậu chống đỡ, chỉ sợ tiểu thái tử đã chết dưới thủ đoạn thâm cung. Bây giờ hoàng hậu hào hết tâm lực cũng chỉ là có thể giữ mạng cho tiểu thái tử thôi. Nhưng mà thân thể sớm đã suy nhược, không thể cứu chữa rồi. Chù phu nhân kéo trần phu nhân cười nói. Ta nghe nói trong nhà của tỷ tỷ có nuôi một tiểu mỹ nhân như là thiên tiên, chẳng những là tinh thông cầm kỳ thư họa Vì được nuôi lớn như là công tử cho nên bình pháp võ nghệ không có thua ai. Tỷ tỷ thật là đáng giận nha chưa có bao giờ cho chúng ta mở mang tầm mắt con cháu thế già khắp kinh thành muốn cầu hôn cũng không có cửa bây giờ xem ra lương duyên tiền định là ở đây sao trần phu nhân mới cười từ chối cho ý kiến hai người chu phùng ngoài mặt vui mừng nhưng mà ánh mắt giao nhau cùng lộ vẻ mất kiên nhẫn tiêu ngự ôm cái thằng bé đến viện của nguyên lão dương gia một tiểu nha hoàng mới nhận nó quỳ xuống nhận lỗi với tạ cảnh tu và tiêu ngự tiêu ngự đã hiểu sơ lược tình hình cái thằng nhỏ này chỉ là con trai thứ của thứ tử dương phủ mẹ ruột địa vị thấp hèn không biết đã bị bán đi đâu rồi ngay cả tạ cảnh lâm cũng không có muốn nhìn nó lão dương gia nuôi nó trong diện tử của ông nhưng mà cũng không có chú ý nhiều chỉ là muốn che chở không để cho người có tâm hại nó thôi ngoại trừ cái này không hề trợ giúp cái gì khác giờ nó vô ý chọc thú nuôi của tạ thế tử mà nha hoàng bên cạnh còn sợ đến thế xem ra trong mắt của người hầu dương phủ thì vị trí của thằng bé con còn không bằng chó lông xù tiêu ngự mới thở dài không biết trong lòng là cái mùi vị gì tạ cảnh tu mang tiêu ngự rời khỏi dương phủ thấy dọc đường hắn luôn trầm chiều mới lên tiếng thật ra lúc ta còn nhỏ cũng giống như nó thôi tiêu ngự mới kinh ngạc nhìn y hắn đã nghe một ít chuyện của tạ thế tử từ nhị cửu gia phùng đại phu vì dương phi bỏ mặt không có quan tâm mà lúc ba tuổi tạ thế tử đã bị bệnh suýt chết cũng nhờ phùng đại phu cứu y lúc bé ta từng gặp nguy hiểm sau đó phùng đại phu báo cho tổ phụ lúc đó tổ phụ mới chú ý đến chuyện hậu diện hai mắt của tạ cảnh tu nhìn vào hư không mặt lộ vẻ cô độc tổ phụ là người nhàn hạ thích ngao du chưa có bao giờ ở lâu trong dương phủ tổ phụ cho người ôm ta vào diện tử của mình để nuôi tình cảnh không có khác gì tạ tỉnh bây giờ tạ tỉnh là tên của thằng bé không được viết vào gia phả ngay cả danh tự cũng chỉ có duy nhất một chữ tiêu ngự bắt lấy tay của tạ cảnh tu lòng thoáng xót xa hậu diện dương phủ vẫn luôn do đình trắc phi làm chủ khi đó tạ cảnh tu chỉ là một đứa trẻ cha không có thương, mẹ không quản. Lại chưa có được thỉnh phong thế tử, không có ai trong phủ bận tâm đến y. Y còn chiếm cái danh đích trưởng tử, khiến cho người khác đỏ mắt. Chỉ sợ là cảnh ngộ còn tệ hơn cái thằng bé kia nhiều. Thế tử, tiêu ngự dịu dàng ôm tay của hắn, khẽ thở dài. Tạ cảnh tu, thừa cơ yếu đuối, tựa đầu trên da của tiêu ngự, thấp giọng than thở. Thật may, bây giờ đã có người bên cạnh ta. Tiêu Ngự cảm thấy ấm áp, chớp mũi quấn quanh cái hương lạnh lẽo quen thuộc của Tạ Thế Tử. Quá thực trái tim muốn rã ra, gật đầu nói: Được, ta sẽ ở cạnh người. Sau này Ngọc Nhi phải thời thời khắc khắc nhớ đến ta đó. Ta cảnh tù nói: Tiêu Ngự tự nhiên gật đầu đồng ý, phải luôn luôn dịu dàng với ta, không có được tùy tiện tức giận. Tiêu Ngự nào dám không có đáp ứng chứ? Phải tuân theo ta. Ta nói cái gì nghe cái nấy. À, được. Vậy tối nay viên phòng đi. Tiêu ngự mới nói. Biến. Tạ cảnh tu mới đứng thẳng lên, đôi mày nhíu chặt, bất mãn nhìn tiêu ngự. Tùy hứng cũng có mức độ thôi, nếu không muốn thực hiện nghĩa vụ hầu hạ bổn thế tử, lúc trước cần gì phải gả chứ? Tiêu ngự trừng con mắt. Muốn lý sự sao? Tạ thế tử muốn nói lý có phải không? Lúc trước là ai cầm thánh chỉ đến đánh phủ đầu người ta. Dù sao cũng không có ai để ý cảm thụ của bổn thế tử. Tạ cảnh tu chống quỷ tay lên cửa sổ xe, lòng bàn tay đỡ trán biểu hiện mất hứng nhìn phong cảnh bên ngoài. Tiêu ngự không có quan tâm y. Không sao hết, ta đã quen rồi, tạ thế tử nói. Ngoài xe, đột nhiên gian lên một tiếng hét, xe ngựa mới dừng lại. Tạ cảnh tu nhíu mại, dương tài ôm lấy tiêu ngự bị đập vào cái thành xe trầm giọng nói lão lục bên ngoài có chuyện gì lão lục mới trấn an con ngựa đá chân lung tung trả lời thế tử phía trước có người gây sự chúng ta phải dòng đường khác thôi lão lục vừa dứt lời một giọng nói quen thuộc từ xa truyền đến lý công tử hãy tự trọng ta chỉ là một đại phu được quý phủ mời đến chẩn bệnh cho thôn phu nhân tạ cảnh tu và tiêu ngự nhìn nhau đều nhận ra cái giọng kia là của ai lại là giảng lục tiểu thư sao sam sở hả tiêu ngự nghi hoặc tạ cảnh tu mới dán màn nhìn lắc đầu trước xe ngựa không xa giảng lục tiểu thư và nha hoàn của nàng đã bị một công tử áo gấm dẫn mấy cái tên gia đình bao vây bầu không khí không hề kiều diễm công tử áo gấm không có giống đang ăn chơi hay là trêu chọc nữ tử dường như là hắn có thù quán sâu nặng với giảng lục tiểu thư ta khinh công tử áo gấm nhổ xuống đất dơ quạt chỉ vào mặt của giảng lục tiểu thư ngươi mà là đại phu cái nỗi gì chứ lúc trước ta cầu xin ngươi chẩn bệnh cho nhụy nương chẳng phải là ngươi ra vẻ thanh cao nói là chỉ khám cho dân không có chẩn bệnh cho quý phu nhân sao nhụy nương đã chịu đựng chưa có đến ba ngày đã qua đời bây giờ ngươi ngược lại khom lưng gì độc phụ kia nha hoàng bên cạnh giảng lục tiểu thư tức giận Lý công tử đừng có khinh người quá đáng Ngươi để cho tiểu thư nhà của ta chẩn bệnh phụ khoa Cho một nô tỳ Không phải là vũ nhục chứ là cái gì nữa Tiêu ngự Trong xe nghe thấy liền cao mài Lý công tử cũng đã bị chọc cho nổi sùng rồi khinh một nô tỳ Vậy chắc ngươi là hạng cao quý lắm sao Trước kia ngươi dựa dẫm vào phủ nguyên dương Cho nên lão tử không có dám đụng ngươi Giờ sao mà không bày đặt làm giá đi Không ai khói lửa nhân gian nữa đi cũng chỉ là một cái thứ mắt chó mà còn đi coi thường người khác. Nghe bên ngoài ngày càng quyên náo, tiêu ngự mới nhìn tạ cảnh tu. Tạ cảnh tu mặt không có đổ sắc, lão lục đổi đường khác. Y nhìn tiêu ngự, đừng có bận tâm chuyện của người khác, sẽ không có xảy ra chuyện gì đâu. Tiêu ngự mới gật đầu, xe ngựa nhanh chóng chuyển hướng nhắm một con đường nhỏ mà đi. Giảng lục tiểu thư quay phát lại nhìn bọn họ rời đi hai con mắt đầy tờ máu, nào còn dáng vẻ luống cuốn vừa rồi. Chúng ta đi. Giảng lục tiểu thư mới trầm giọng dẫn nha hoàng xoay người bỏ đi. Lý công tử đang kêu gào nhất thời hả hốc miệng, lập tức phục hồi tinh thần, tức giận chỉ huy gia đình chặn người lại. Hai bóng người mới đột ngột xuất hiện cản đường, những gia đình muốn đuổi theo. Hai người kia mặt không có biểu cảm đứng đó, toàn thân toát ra một khí thế khiến cho người ta không dám coi thường hiển nhiên không phải là vệ sĩ phổ thông rồi. Giảng lục tiểu thư dẫn nha hoàng vội giả rời đi, mãi cho đến khi ngồi lên xe ngựa mà mặt vẫn trầm như nước, siết chặt nắm tay. Sau khi tạ cảnh tu thu hồi ám vệ trong coi nàng, nàng liền đến tiêu cục thuê hai hậu vệ. Nàng giống là người cẩn thận, lại cực kỳ quý mạng mình. Từ lúc mà giảng gia mất đi hậu thuẫn của Dương Phủ, Dương Phi cũng đã bị đuổi khỏi Phủ, giờ không có thể bỏ sức trợ giúp mà còn tạo thêm rất nhiều rắc rối nàng mất đi tài sản và thanh danh nhất định là phải chẩn bệnh trục quý nhân để mà kiếm tiền thưởng hậu hỷ phiền phức như là hôm nay không phải mới gặp lần đầu nàng có thể dựa vào chính mình để tự vệ nhưng mà không ngờ dù đã chạm mặt giữa đường mà người kia vẫn không nguyện ý bước đến bỏ mặt nàng bị dây trong khốn đốn giáng lục tiểu thư tất tả chạy về y quán vừa vào đã gặp tần đại nương bước ra từ hậu viện tần đại nương dẫn theo hai nha hoàng tay ôm hai cái vỏ thảo dược giảng lục tiểu thư thấy số thảo dược đó quen quen mới bèn gọi tần đại nương lại đến dở ra xem đây không phải là thảo dược ta đang phơi nắng trong sân sao đại nương định dời nó đi đâu tần đại nương dán giặt áo hành lễ cười nói biểu tiểu thư do dương phi nương nương không có ngửi được mùi của thảo dược cảm thấy buồn nôn cho nên mới sai lão nô dời thảo dược sang cái chỗ xa hơn. Giảng lục tiểu thư nhắm chặt cô mắt, mày nhíu gắt gào. Đem trở về, lát sau nàng mới lạnh lùng nói. Tần đại nương mới ngẩn người, nhưng mà dương phi nương nương không thích. Giảng lục tiểu thư mở bừng đôi mắt đỏ hoạch, lạnh lùng nhìn tần đại nương. Ta nói đem trở về, lập tức đem về. Giảng lục tiểu thư đột nhiên lớn tiếng quát không có còn trầm tĩnh ôn hòa như trước nữa. Mặc kệ thích hay là không thích, bất luận là ai cũng không có được di chuyển thảo dược của ta. Các bạn vừa nghe xong tập 38 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.